Bác nào ở chung cư, ở các cái khu nghỉ dưỡng resort mà có một cái ban công phòng khách hoặc là phòng ngủ, cần có một cái cây hoa giấy leo ở trên trần ban công, có hoa nở quanh năm, thì liên hệ với em nha để đặt hàng nhá. Đây là cây hoa giấy của nhà đang chơi ở trên lô gia ở chung cư. Hoa cây này là tím Huế, hoa rất là đẹp luôn. Cây rất là già rồi, lá không có, toàn hoa thôi. Mùa hè năm nay để chơi hoa lứa, lần này là lứa thứ 3 rồi. Mỗi lần, mỗi lứa hoa của hoa giấy này nó rơi vào khoảng 1 tháng, cho nên là chơi thoải mái luôn. Cây rất dễ chăm sóc, không phải để làm gì cả, không phải bón phân, không phải thay đất nhiều, chỉ cần mỗi tưới nước. Các bác thích thì liên hệ nhá. Chào mọi người yêu hoa giấy nhá. Đây là cây hoa giấy ở ban công chung cư nhá. Mô hình hoa giấy trồng như thế này có thể là trên ban công chung cư hoặc là trên các cái phòng nghỉ resort ở các điểm resort nổi tiếng. Rất là đẹp luôn. Cho hoa giấy, cây hoa giấy nó bò lên ban công. Hoa giấy nó bò trên trần ban công và sẽ tạo độ râm mát và cánh hoa nở nó đẹp nữa. Tuyệt vời luôn. Đây mình quay video lại cái cây hoa giấy này của mình để ai mà xem, nếu mà ai mà có nhu cầu trồng cây hoa giấy này ở ban công chung cư nhà mình hoặc là trên các cái resort thì liên hệ với mình nhá. Rất là đẹp luôn đấy. Đấy. Hoa nở rợp trời luôn các bạn ạ. Ban công nhà bác nào mà thích trồng một cây hoa giấy như thế này thì cứ đặt hàng của em nhé. Em sẽ có một số mẫu cây. Sau khi về đặt lên trồng ở trên ban công nhà các bác thì nó sẽ cũng sẽ giống như thế này. Nhưng có thể sẽ có cây to hơn, bé hơn hoặc là cây thấp hơn. Hoặc là dài ra hoặc là ngắn lại. Đấy là tùy theo nhu cầu của mọi người. Nếu mọi người thấy ưng thì chỉ cần là đặt cây và em sẽ gửi hình ảnh các loại cây cho các bác lựa chọn. Sau khi lựa chọn thì sẽ chốt đơn hàng và sẽ chuyển đến và đặt lên ban công chung cư cho các bác. Hoa rất rực luôn, hoa giấy rất rực. Đây, cây bên trái là màu là tím Huế nhé các bác nhé, còn bên tay phải là màu sắc pháo. Chúng ta quay trực tiếp hoa các bác xem nhé. Trên ban công chung cư hay resort hay là các cái văn phòng hoặc các cái khu nghỉ resort mà có một cây hoa giấy thì đặt lên thì tuyệt vời luôn. Khách tha hồ check in để chụp ảnh. Đó. Cánh này nó rất là hồng. Những cây hoa giấy này thường là phải tạo rất là lâu năm nhé các bác nhé, thì nó mới được như thế này đấy, chứ không phải là trồng cái mà được ngay. Cho nên là nó không đơn giản.
cho các bác xem này, nó bỏ kín cái chiều ngang ban công. Cái chiều ngang ban công này của chung cư này của mình là rộng 4 mét nhé. Thì hiện tại nó đã vươn được khoảng hơn 3 mét rồi. Thế còn cái chiều cao của cái ban công này thì nó vào khoảng 2 mét lên đến cái rầm này. Đây, chiều cao lên đến cái rầm này thì chắc nó khoảng là từ dưới đáy lên nó khoảng 2 mét, hơn 2 mét. Chưa đo. Đó. Thế nên cái cây này, thân này rất là dài luôn, rất là cao luôn. Đây là cái chậu nhá. Đây, chậu cây này. Cái chậu này là cao 60. Cái gốc ở trong này phải trồng sâu trong chậu để nó vững, chứ nó không nó sẽ nó đổ chậu. Đấy. Đây là cái cây con của nó, đây cái thân này, cho bám lên tường này. Đấy. Nuôi dần dần nó sẽ to này. Bám lên tường và sau cho nó lên vít lên trần. Thấy chưa? Mọi người nhìn thấy hoa rực luôn nhá. Đấy. Đấy, cũng vít lên trần nhá. Vít trên trần nó bỏ buộc hết đều. Thấy chưa? Hoa rực hết luôn. Đấy. Đây, quay ngược sáng nha các bác nhá. Nắng nó đang dọi vào cho nên là ngược sáng, cho nên là chất lượng nó chỉ được như này thôi. Thấy chưa? Cái này là sau mỗi lần nó ra hoa xong thì mình lại cắt chỉnh đi, cắt chỉnh cho nó gọn vào thì lứa hoa sau nó sẽ càng đẹp. Đấy. Nó vừa dày dặm cành ra, nó hoa nó lại càng đặc đẹp. Đây các nhìn, các bạn nhìn một cái chùm này. Đấy, một cái chùm bông như này thôi. Khủng khiếp luôn. Hoa. Cả ở trong lẫn ở ngoài nhá. Đấy, cho các bác xem là cái phía ngoài nhá, phía ngoài của cái cây hoa giấy này, phía ngoài ban công này, hoa nó đẹp này, rực hết này, đấy, các bác thấy chưa, rực rỡ luôn nhá. Nên đẹp, vừa đẹp ở trong vừa đẹp ở ngoài. Đấy, các bác đây nhìn này, đây là một bông, đấy, các bông của nó, bông. Đẹp chưa? Đây bông. Bông này khả năng sắp ấy rồi, sắp rụng. Vì nó được lâu lắm. Hoa giấy này, đặc biệt cái hoa giấy này là chơi là 2 tháng, à 1 tháng 1 nha các bác nhá.